Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, vũ trụ bao la rộng lớn luôn ẩn chứa nhiều điều bí mật đang chờ con người khám phá. Đáng nói thời gian gần đây đã có rất nhiều hiện tượng tự nhiên vô cùng kỳ lạ xuất hiện như cầu vồng lửa, thủy triều đỏ, khiến các nhà khoa học vẫn đau đầu lý giải để có thể vén bức màn huyền bí của không gian vô tận. Mới đây nhất, các nhà thiên văn học đã bất ngờ phát hiện một dị tượng bất thường đang lao về phía trái đất của chúng ta với tốc độ kinh hoàng, đã làm dấy lên những lo lắng về những biến động của thế giới. Vậy rốt cuộc đó là hiện tượng thiên văn kỳ lạ nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng va chạm vào trái đất? Phải chăng đây chính là điềm báo về đại thảm họa mà loài người sẽ phải đối mặt trong tương lai? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước đó đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Việt Sử Toán Thư để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Như chúng ta đã biết, thế giới vũ trụ luôn rộng lớn và chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà khoa học hiện đại vẫn chưa khám phá và lý giải hết được. Thậm chí trong vũ trụ thường có những hiện tượng lạ mà vãi vẫn là dấu hỏi lớn thách thức các nhà khoa học lý giải để có thể vén bức màn huyền bí của không gian vô tận. Trong thời gian gần đây, đã có rất nhiều hiện tượng hiếm có xuất hiện như nguyệt thực dài nhất trong 580 năm cùng mưa sao băng và sao chổi, hiện tượng cầu vồng lửa hay thủy triều đỏ thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều người. Đáng nói là mới đây, các nhà thiên văn học bất ngờ phát hiện một dị tượng bất thường đang lao về phía trái đất với tốc độ kinh hoàng, có thể là báo hiệu cho sự thay đổi từ trường trái đất đảo chiều. Việc hiện tượng này xuất hiện đúng vào thời điểm trái đất không còn sáng như trước đây và đang tối dần đi với tốc độ đáng kể trong vài năm qua, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Vậy rốt cuộc đó là hiện tượng thiên văn hiếm gặp nào trong lịch sử nhân loại? Phải chăng đây chính là điềm báo về những biến động lớn mà loài người sẽ phải đối mặt trong tương lai? Liệu Việt Nam có ảnh hưởng hay không? Để biết được câu trả lời chính xác, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những hiện tượng kỳ lạ nhất được các phi hành gia nhìn thấy trong vũ trụ bao la. Hiện tượng bí ẩn là một phần của khoa học. Các nhà khoa học liên tiếp phát hiện ra những điều mới mẻ trong không gian bao la, vô hạn của vũ trụ và không ngừng phân tích, nghiên cứu chúng. Ít ai biết rằng, các phi hành gia đã nhiều lần tận mắt chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ nhất chưa từng có trong lịch sử. Cụ thể, khi tàu Apollo 11 hạ cánh an toàn trên mặt trăng vào năm 1969, các phi hành gia Hoa Kỳ đã giữ im lặng về việc họ không hề đơn độc tại đó. Đại tá Edwin Bush Erin sau này kể lại, qua cửa sổ tàu vũ trụ, chúng tôi nhìn thấy ở khoảng cách xa xa có một vật thể lớn. Nó có hình chiếc nhẫn và quỹ đạo hình ellipse. Khi trở về trái đất, các thành viên phi hành đoàn đã báo cáo cho Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon về vật thể này. Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA đã quyết định không tiết lộ những thông tin lạ thường. Cách đây vài năm, tại buổi họp báo do Cơ quan hàng không vũ trụ Nga tổ chức, cựu nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vladimir Kovalenov cho biết, trên trạm quỹ đạo Sirius, ông đã từng quan sát thấy một vật thể có kích thước bằng ngón tay người không rõ nguồn gốc. Nó bay theo quỹ đạo, sau đó đống phát nổ ngay trước mắt nhà du hành vũ trụ. Từ vật thể không xác định có khói bốc ra, rồi tách thành hai phần được nối với nhau bằng thứ gì đó tương tự như những chiếc thanh ngang. Tiếc rằng, vật thể đó chưa kịp chụp lại thì nó đã biến mất. Hiện tượng này xảy ra trùng hợp với một đợt phóng xạ khá lớn. Nhà du hành vũ trụ Vladimir Kovalenov nói rằng, nhiều đồng nghiệp của ông cũng đã tình cờ nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ thường xuất hiện trong không gian. Chẳng hạn năm 1991 trên trạm hòa bình của Liên Xô, nhà du hành vũ trụ Musa Madarov đang quan sát cách mà một mô đun tiếp cận với phi hành đoàn mới. Bỗng nhiên lúc đó, một vật thể giống với chiếc anten chợt tách ra khỏi mô đun. Madarov đã kịp chụp lại bằng máy ảnh nhưng không thể xác định được vật thể đó là gì. Trước đó vào năm 1985, các phi hành gia đã tận mắt chứng kiến một đám mây màu cam phát sáng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện ngoài trạm vũ trụ Salyut 7 của Liên Xô. Khi nó tan đi, các thành viên phi hành đoàn nhìn thấy bên phía kia cửa sổ có 7 thân hình giống con người, nhìn vóc dáng khổng lồ và có đôi cánh lớn ở sau lưng. Xung quanh đầu mỗi hình người phát ra vầng hào quang, các vật thể này giống như những thiên thần một cách khó hiểu. Một báo cáo về sự việc đã được truyền về trái đất và ngay lập tức được trên báo cáo được nhãn dán bí mật. Khi các phi hành gia kết thúc chương trình làm việc và trở về trái đất, họ được lệnh nghiêm cấm nói về hiện tượng huyền bí này. Trong khi đó, các vật thể tương tự như những thiên thần cũng đã từng nhiều lần xuất hiện gần tàu con thoi Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này cũng không được công bố rộng rãi. Chưa hết, các phi công và nhà du hành vũ trụ cũng còn rất nhiều lần nhìn thấy một số thực thể quái dị trong không gian gần trái đất.
ở độ cao từ 50 đến 100 km. Chúng cũng được ghi lại bởi thiết bị trên các trạm quỹ đạo. Căn cứ vào hình dáng bên ngoài, các chuyên gia đã chia chúng thành nhiều loại. Theo đó, họ gọi đó là những vòng tròn có màu hơi đỏ là yêu tinh, hình con sứa có màu xanh lam là yêu ma, màu đỏ thắm là con hổ. Còn hình đài phun nước màu xanh biếc hướng lên trên có tên là tiên nước màu xanh. Không lâu trước khi xảy ra thảm kịch với tàu con thoi Columbia của Mỹ vào tháng 2 năm 2003, người ta đã chuyển về trái đất những bức ảnh có hình vật thể giống con sứa, bao quanh là ánh sáng đỏ rực. Những bức ảnh này được chụp ở độ cao 150 km trên khu vực đảo Madagascar. Mùa hè năm 2005 tại bang Colorado của Mỹ, các nhân viên trường kỹ thuật Brass thuộc Đại học Duke đã ghi nhận một con sứa khác, lần này nó có màu xanh lam. Sau đó, khi quay bằng một thiết bị mạnh hơn bởi các chuyên gia vật lý khí quyển Đại học Alaska, thì mới phát hiện ra rằng trên thực tế những bóng ma không giống hình loài sứa mà giống những quả bóng này. Ông Han Nelson, người đứng đầu nhóm nghiên cứu ở Đại học Alaska, những cục sáng giống tia sét qua cầu khổng lồ ban đầu bay theo quỹ đạo thẳng đứng từ trên xuống, rồi sau đó bay lên, trong khi tốc độ của chúng bằng 1/10 tốc độ ánh sáng. Nhiều khả năng đây là kết quả của các phản ứng hóa học diễn ra trong bầu khí quyển. Trong một số trường hợp, những hiện tượng kỳ lạ mà các phi hành gia nhìn thấy có thể được giải thích là do trạng thái ý thức của họ bị thay đổi, xảy ra do tác động của chênh lệch áp suất và nhiệt độ, thiếu oxy và các yếu tố tương tự khác. Tuy nhiên, không phải tất cả các hiện tượng đều có thể được lý giải theo cách này. Có thể thấy, những hiện tượng bí ẩn trên đều là những câu hỏi chưa có lời giải đáp về vũ trụ. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn cố gắng không ngừng để có thể vén dù chỉ là một bức màn huyền bí của không gian vô tận. Mới đây, các nhà thiên văn học của Đại học Arizona, Hoa Kỳ bất ngờ phát hiện một hiện tượng kỳ lạ sắp va chạm với trái đất của chúng ta. Đáng nói là vật thể này rất mờ nhạt và khó quan sát, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Vậy điều gì xảy ra nếu như vật thể bí ẩn này va chạm với trái đất? Liệu đây có phải là điềm báo về những thảm họa mà loài người sẽ phải đối mặt hay không? Các nhà thiên văn của Đại học Arizona, Hoa Kỳ mới đây đã công bố tiểu hành tinh gần trái đất tên là Kalmar-Olewa có thể là một mảnh vỡ từ mặt trăng. Kalmar-Olewa là một bán vệ tinh quay quanh mặt trời nhưng vẫn tương đối gần trái đất. Người ta biết rất ít về những vật thể này vì chúng mờ nhạt và khó quan sát. Kalmar-Olewa được phát hiện bởi kính thiên văn Pan-STARR ở Hawaii vào năm 2016. Cái tên này được lấy từ một bài sáng thế ca của người Hawaii, ám chỉ một đứa bé tự đi khám phá thế giới. Tiểu hành tinh này có kích thước gần bằng một vòng đu quay Paris với đường kính khoảng 150 đến 190 feet và cách trái đất khoảng 9 triệu dặm. Tên Kalmar-Olewa bắt nguồn từ một câu ca dao về sự sáng tạo của người Hawaii, ám chỉ đứa con tự mình du hành khám phá như chính cuộc đời của mảnh trăng này, theo đài CNN. Đáng chú ý, Kalmar-Olewa có đường kính 58m, trong quỹ đạo nó cách trái đất 14,5 triệu km. Đồng thời, Kalmar-Olewa quay quanh trái đất theo một quỹ đạo lặp đi lặp lại. Đường bay kỳ lạ của nó là do lực hấp dẫn cạnh tranh của trái đất và mặt trời. Theo tuần báo Time, các nhà khoa học chỉ có thể quan sát Kalmar-Olewa trong vài tuần vào tháng 4 hàng năm. Ánh sáng của Kalmar-Olewa rất mờ, không thể quan sát bằng mắt thường trên bầu trời đêm. Dù thế nào đi nữa, Kalmar-Olewa cũng đã thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học vì cấu tạo của nó là một bí ẩn cứng đầu trong nhiều năm. Các tiểu hành tinh có xu hướng phản xạ rực rỡ ở một số tần số hồng ngoại nhất định, nhưng Kalmar-Olewa thì không. Bằng cách nào đó, nó mờ hơn, cho thấy cấu tạo và nguồn gốc nó khác với các tiểu hành tinh khác. Để điều tra bí ẩn, tiến sĩ Ben Sakey ở Đại học Arizona sử dụng kính thiên văn lớn trên núi Graham ở miền nam bang Arizona để quan sát. Ông xác định rằng quang phổ của Kalmar-Olewa, hay còn gọi là mẫu ánh sáng phản chiếu, khớp với các khoáng chất trên bề mặt mặt trăng và đá mặt trăng, được thu thập trong các sứ mệnh Apollo của NASA. Cuối cùng, chúng ta có thể biết Kalmar-Olewa được hình thành như thế nào. Nó từng là một phần của mặt trăng và bị vỡ ra để tạo thành một mặt trăng thứ hai quay quanh trái đất. Vậy làm thế nào Kalmar-Olewa tách ra khỏi mặt trăng? Mặt trăng đã bị các tảng đá không gian bắn phá trong hàng tỷ năm, dẫn đến việc các mảnh vỡ mặt trăng bị đẩy ra ngoài không gian theo mọi cách. Gần 500 mảng trong số đó đã rơi xuống bề mặt trái đất dưới dạng thiên thạch. Kalmar-Olewa là một trong những mảnh trăng hình xoắn ốc rơi khỏi mặt trăng. Thay vì hạ xuống trái đất hoặc đơn giản là rơi vào khoảng không, nó quay quanh trái đất giống như mặt trăng. Tuy nhiên, Kalmar-Olewa sẽ không đồng hành cùng trái đất lâu như mặt trăng vì quỹ đạo hiện tại của nó không hoàn toàn ổn định. Nếu Kalmar-Olewa là mảnh vỡ mặt trăng,
các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể xác định điều gì khiến nó vỡ ra hoặc nó bay theo quỹ đạo hiện nay bằng cách nào. Tuy nhiên, sau khi phân tích quỹ đạo của vật thể, nhóm nghiên cứu tìm thấy 3 tiểu hành tinh gần trái đất khác có quỹ đạo tương tự. Tất cả chúng có thể bắn vào không gian trong cùng một vụ va chạm với mặt trăng cổ đại. Theo nhóm tác giả nghiên cứu, Kamo Olewa sẽ vẫn bay theo quỹ đạo hiện nay trong 300 năm nữa. Sau đó, họ sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của nó. Hiện chưa rõ tác động nào làm vỡ ra mảnh đá này, nhưng giả thuyết khả dĩ nhất là một vụ va chạm không gian cổ đại. Ước tính, vật thể bí ẩn sẽ còn quay quanh trái đất trong vòng 300 năm trước khi bị mất lái khỏi quỹ đạo và văng xa vào khoảng không vũ trụ. Các nhà thiên văn học bất ngờ phát hiện một tiểu hành tinh nhỏ bay theo quỹ đạo gần trái đất có thể là mảnh vỡ của mặt trăng, kết quả từ vụ va chạm xa xưa. Tiểu hành tinh này tối hơn 4 triệu lần so với độ sáng con người có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cứ tháng 4 hàng năm, quỹ đạo của nó lại đưa nó tới gần trái đất, đủ để quan sát bằng kính viễn vọng mạnh nhất. Vào thời gian đó, khoảng cách giữa tiểu hành tinh và trái đất là 14,4 triệu km, gấp gần 40 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng. Hiện chưa rõ tác động nào đã làm vỡ mảnh đá này, nhưng giả thuyết khả dĩ nhất là một vụ va chạm không gian cổ đại. Ước tính vật thể bí ẩn này sẽ còn quay quanh trái đất trong vòng 300 năm nữa trước khi bị mất lái khỏi quỹ đạo và văng xa vào khoảng không gian vũ trụ. Việt Sử Toàn Thư, biết sử thêm yêu nước.